Nga tố Anh trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Hãng RTVI hôm 29 tháng 2 đã yêu cầu ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, bình luận thông tin do báo The Times của Anh đăng tải với nội dung cho biết đô đốc Tony Radakin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, đã giúp lập kế hoạch chiến đấu cho Kiev. Cụ thể, The Times trích dẫn một nguồn tin quân sự Ukraine hé lộ, ông Radakin, được hiểu đã giúp kiev thực hiện chiến lược loại bỏ các tàu nga và mở cửa biển đen đồng thời đã có những đóng góp vô giá trong việc phối hợp hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác thuộc nato đô đốc anh đã tới thăm kiev và gặp tổng thống ukraine volodymyr zelensky để thảo luận về chiến lược của quốc gia đông âu chống nga cũng như các cách thức trợ giúp của phương tây ông peskov nói điện kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đến ông radakin nhưng quân đội nga có thể nắm rõ những điều này Nhìn chung, việc người Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine, nhân lực trên thực địa, thông tin tình báo không phải là điều bí mật. Điều đó có nghĩa họ thực sự trực tiếp can dự vào cuộc xung đột này. Theo đài RT, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần này đã vô tình xác nhận sự hiện diện của binh lính Anh ở Ukraine. Trong đó, các quân nhân vận hành hỏa lực của London đang điều hành tên lửa hành trình Storm Shadow. Một nhà lập pháp Anh sau đó đã lên án bình luận của ông Scholz là sự lạm dụng thông tin tình báo trắng trợn khiến nhân viên Anh gặp nguy hiểm và tạo cớ cho Nga leo thang căng thẳng. Nga lần đầu xác nhận đã khai hỏa tên lửa không thể đánh chặn ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã đưa tên lửa siêu vượt âm Zikon vào tác chiến. Ông Putin cho hay Nga đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Zikon trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên biển Zikon đã được sử dụng trong chiến đấu, ông nói. Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận đã sử dụng Zikol trong tác chiến. Trước đó, Ukraine tuyên bố có bằng chứng cho thấy Nga đã lần đầu tập kích Kiev bằng Zikol. Oleksandr Ravin, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khoa học Khám nghiệm Pháp Y Kiev, hôm 12 tháng 2 nói rằng một cuộc điều tra sơ bộ kết luận Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa siêu vượt âm trên. Tổ chức nghiên cứu đã phân tích các mảnh tên lửa và các thành phần của tên lửa khả nghi, mặc dù vi điện tử của tên lửa không còn quá nguyên vẹn. Tên lửa bị vỡ ra nhiều mảnh nhỏ khiến việc nhận dạng trở nên khó khăn, nhưng chúng tôi có thể nói rằng vũ khí này không giống như các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của Zikon, mà đối phương tuyên bố, ông kết luận. Trong khi đó, Đại tá Yuri Aynat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, xác nhận với Newsweek rằng Nga đã sử dụng Zikon và kêu gọi phương Tây viện trợ thêm tổ hợp Patriot. Ông thừa nhận rằng vẫn chưa rõ liệu Nga có phóng thêm tên lửa Zikon hay không. Zikon có tầm bắn 1.000 km và có thể di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Các nhà phân tích quân sự cho rằng tốc độ siêu vượt âm của Zikon có thể khiến thời gian để đánh chặn của các hệ thống phòng thủ ngắn lại. Ngoài ra, Zikon có khả năng tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố. Trước đó, Nga cho biết họ đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa Zikon vào tháng 6 năm 2022. Zikon ban đầu được thiết kế như một loại vũ khí phóng từ biển và phiên bản phóng từ mặt đất được phát triển sau đó. Trong một bài phát biểu năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhắc tới Sikon là một trong những hệ thống chiến lược có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và đảm bảo khả năng đáp trả của Nga. Với những tính năng vượt trội, Sikon được xem là tên lửa không thể cản phá trước các tổ hợp phòng không hiện tại. Cũng trong bài phát biểu năm 2018, ông Putin từng đề cập tới tên lửa siêu vượt âm Kinsan, Sikon, Avangard và hệ thống laser Peretvest trong bài phát biểu ngày 29 tháng 2, ông Putin xác nhận tất cả các vũ khí ông đề cập 6 năm trước đã được phát triển thành công và được đưa vào biên chế. Ngoài ra, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ sớm công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo liên lục địa hạng nặng Samat trong hầm chứa. Ông cho biết thêm các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình có tầm bắn không giới hạn Bini Vestis có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân và ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Poseidon sắp hoàn thành. Các vũ khí này dự kiến sẽ làm gia tăng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây không ngừng leo thang trong thời gian qua. Ukraine phản công, tuyên bố hạ 3 tiêm kích bom Su-34 Nga trong một ngày. Không quân Ukraine tuyên bố 3 máy bay tấn công Su-34 của Nga đã bị bắn hạ trong ngày 29 tháng 2. Thêm hai chiếc Su-34 nữa của đối phương đã bị phá hủy trên mặt trận Adika và Mariupol hôm nay. Vào khoảng 9 giờ, chúng ta đang hành động để cùng nhau giành chiến thắng. Trung tướng Mykola Omechuk, tư lệnh không quân Ukraine, thông báo trên Telegram hôm 29 tháng 2. Trước đó vào sáng cùng ngày, tư lệnh không quân Ukraine báo cáo rằng lực lượng phòng thủ nước này đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga ở mặt trận phía đông. Tính đến ngày 29 tháng 2, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tuyên bố bắn rơi 13 máy bay Nga kể từ đầu tháng 2. Thông tin về việc mất 13 máy bay Nga, gồm 10 chiếc Su-34, hai chiếc Su-35 và một chiếc A-50 đánh dấu một giai đoạn căng thẳng trong cuộc xung đột và là kết quả lớn nhất của Ukraine kể từ mùa thu năm ngoái. Theo không quân Ukraine, Nga đã mất hàng loạt máy bay Su-34 chỉ trong tháng 2, mỗi máy bay ước tính trị giá khoảng 36 triệu đô la Mỹ. Hai máy bay A-50 của Nga cũng bị lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ vào tháng 1 và tháng 2, mỗi chiếc trị giá khoảng 330 triệu đô la Mỹ. Lực lượng không quân Ukraine hôm 28 tháng 2 tuyên bố, trong 10 ngày, họ đã bắn hạ 10 máy bay quân sự của Nga. 9 máy bay chiến đấu ném bom tiên tiến gồm Su-34 và Su-35, cũng như một chiếc máy bay trinh sát và cảnh báo sớm BRF A-50. Nga chưa có bình luận về những tuyên bố của phía Ukraine. Tuy nhiên, theo Forbes, nếu thông tin Kiev cung cấp là chính xác, đây là một thiệt hại không nhỏ cho phía Moscow. Forbes cho rằng nếu Ukraine thực sự hạ được các máy bay tối tân của Nga, họ có thể dùng các tên lửa đánh chặn do phương Tây viện trợ như Patriot và NASAMS. Theo ước tính của Forbes, Nga có thể đang mất máy bay với tốc độ nhanh gấp 20 lần tốc độ sản xuất thay thế. Theo báo cáo Mỹ, do ảnh hưởng của hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, ngành hàng không vũ trụ Nga dường như chỉ có thể sản xuất vài chục chiếc máy bay chiến đấu mới mỗi năm. Chuyên gia quân sự David Ash nhận định, Ukraine có thể đang triển khai các tổ hợp Patriot di chuyển nhanh dọc theo tiền tuyến, nằm yên chờ đợi máy bay Nga vào tầm ngắm rồi dùng tên lửa Park 2 có tầm tấn công 145 km để đánh chặn, sau đó di chuyển thật nhanh để tránh bị tấn công đáp trả. Trong vụ việc Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay A-50 hàng hiếm của Nga, ông As cho rằng Kiev có thể đã dùng tên lửa phòng không S-200 có tầm bắn 200 km để tấn công. Ngoài ra, theo ông As, Ukraine dường như cũng đưa một số khẩu đội tên lửa đất đối không NASAMS do phương Tây viện trợ với tầm bắn 40 km tới gần tiền tuyến hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đẩy các lá chắn của Ukraine vào mối đe dọa lớn hơn. Hôm 26 tháng 2, Nga tuyên bố đã bắn rơi hệ thống NASAMS đầu tiên của Ukraine gần Zaporizhia. Forbes cho rằng, với hiệu suất bắn 10 bay bay trong 10 ngày, Ukraine có thể huy động cả Patriot và NASAMS ra tuyển tuyến để tạo ra lưới lửa đe dọa máy bay Nga. Tuy nhiên, chiến thuật này có rủi ro là Ukraine sẽ có thể sớm cạn kiệt tên lửa phòng không cho các hệ thống do phương Tây sản xuất. Lúc này các mục tiêu của họ ở sâu trong hậu phương có thể dễ bị tổn thương trước các vụ tập kích tầm xa của Nga. Ngoài ra, Forbes cho rằng Nga có thể đã đẩy mạnh hoạt động của không quân gần tiền tuyến để bọc lót cho lực lượng mặt đất đạt được đà tiến trong thời gian qua. Điều này có thể góp phần vào việc Nga mất nhiều máy bay hơn.